Xin được thân ái kính chào quý khán thính giả. Kính thưa quý vị, trước năm 1975, Việt Nam Cộng Hòa đã chú trọng đến nền giáo dục. Vì vậy mà các trường đại học công lập cũng như tư thục lần lượt được tổ chức và đã đào tạo biết bao nhiêu sinh viên, làm cho môi trường cũng như tình hình miền Nam Việt Nam trong giai đoạn đó được công nhận là một giai đoạn phát khởi của nền giáo dục. Thưa quý vị, cùng song song với các trường công lập, chúng tôi nhận thấy rằng trước năm 1975 có nhiều đại học được ra đời như Đại học Hòa Hảo, Đại học Vạn Hạnh và Đại học Kinh Thương Minh Đức là những trường đại học tiêu biểu cho sự nghiệp, giáo dục cũng như đào tạo thế hệ mai sau. Và thưa quý vị, năm 1975, như quý vị cũng biết, tất cả các trường đó bây giờ chỉ là những danh xưng, nhưng đặc biệt là những học sinh cũng như những sinh viên của các trường đó lại là những con người đã thành công ở các quốc gia trên khắp hoàng vũ này. Và bây giờ, 39 năm về sau, chúng ta nhớ lại với môi trường, nhưng cũng những con người đó, bây giờ họ đã thành danh khắp nơi, và chính những cái sự thành danh đó, bây giờ đã có nhiều cái cơ hội để tạo dựng cho họ ngồi lại với nhau, để một thời ôn lại những kỷ niệm của thời học sinh, và đồng thời hướng dẫn cho những lớp thế hệ mai sau của họ biết đến những sự nghiệp mà chính họ đã là những nhân chứng, chính họ là những sinh viên, và bây giờ họ đã bắt đầu truyền trao lại những sự nghiệp cũng như những gì mà tình thương nhất cho thế hệ mai sau. Thưa quý vị, cũng trong tinh thần đó, hôm nay chúng tôi rất là hân hạnh gặp gỡ với ban tổ chức Đại hội Kinh Thương Đại học Minh Đức kỳ 7. Và thưa quý vị, trong phần ghi âm của chúng tôi rất hân hạnh đón chào những vị tiêu biểu cho ban tổ chức, mặc dù chúng tôi nhìn thấy cái danh sách của ban tổ chức rất là nhiều, gồm có thứ nhất là anh Thái Quốc Hùng, trưởng ban tổ chức, chị Trương Thị Văn Lan là phó trưởng ban tổ chức, anh Trần Minh Hải là kỹ thuật viên và liên lạc, anh Nguyễn Cường kỹ thuật, anh Đàm Bảo Châu, chị Mai Toàn, chị Trung Minh Hòa, anh Ngô Minh Trung và anh Trần Quốc Hưng. Rất là nhiều trong ban vận động, chúng tôi nhận thấy rằng rất nhiều quý vị, nhưng mà giờ phút này chúng tôi không có giờ để mà điểm hết. Tuy nhiên, trong trước màn hình của quý vị, chúng tôi chỉ mời được 4 vị hôm nay để nói về những sự kiện của trường Đại học Kinh Thương Minh Đức. Và kỳ đại hội này được hân hạnh tổ chức tại thành phố San Jose, là một thành phố lớn thứ 10 của Hiệp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Nó mang một cái ý nghĩa rất là lớn ở trong cái tính chất kinh doanh. Do đó, ban tổ chức đã chọn lựa thành phố San Jose kỳ này, và đây là một cái kỳ đặc biệt, cho nên chúng tôi muốn dành những cái sự đặc biệt này đến với các vị trong ban tổ chức để trả lời những câu hỏi. Và trước hết là chúng tôi xin được trân trọng kính mời anh Thái Quốc Hùng. Anh Thái Quốc Hùng là trưởng ban tổ chức, gửi lời chào mừng đến tất cả quý vị khán thính giả. Tôi Thái Quốc Hùng xin kính chào quý khán giả đang theo dõi chương trình, và đặc biệt xin chào các bạn của sinh viên Kinh Thương Minh Đức, và chào quý giáo sư và tất cả các cái quý vị phụ khảo cũng như thân nhân của tất cả những cái sinh viên Đại học Minh Đức đang là hiện diện trong cái buổi mà chúng tôi sẽ tổ chức Đại hội kỳ 7 tại thành phố San Jose. Dạ vâng, tiếp đến thì chúng tôi xin được trân trọng kính mời chị Trương Thị Văn Lan. Chị là một sinh viên khóa thứ tư của trường Đại học Minh Đức, và bây giờ chị gửi lời chào mừng đến Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả của đài Cali Today, và cũng nhân dịp này xin kính chào tất cả quý thầy cô cũng như bạn hữu trong đại gia đình Kinh Thương Minh Đức. Dạ vâng, tiếp đến là chúng tôi xin được mời anh Trần Quốc Hưng. Thưa, tôi là Trần Quốc Hưng, xin được lời thân ái gửi chào đến tất cả quý thầy cô, anh các chị, bạn hữu, và thật cảm ơn anh Dũng đã đứng ra để mà tổ chức cuộc tổ chức ngày nay cho chương trình của chúng ta ngày nay. Cảm ơn. Dạ vâng, dạ cảm ơn. Người cuối cùng mà chúng tôi xin muốn mời là anh Trần Minh Hải. Xin anh chào quý khán giả. Dạ, chúng tôi là Trần Minh Hải, xin được đón chào, xin được gửi lời chào đến tất cả các quý thính giả, khán thính giả của đài Cali Today, và cũng xin gửi lời chào đến các thầy cô cùng các bạn đồng môn Kinh Thương Minh Đức. Hy vọng các bạn sẽ đến tham dự đông đủ vào kỳ đại hội này ở San Jose. Dạ vâng, nói đến cái chuyện kinh thương thì ngày xưa ông bà chúng ta nói là phi thương bất phú, cho nên chúng ta mở một cái trường kinh thương, tức là kinh doanh để mà lập nghiệp, là một cái sự kiện rất là tốt đối với các vị. Do đó, để tìm hiểu về cái nguyên nhân cũng như là những cái hình thành của trường Đại học Kinh Thương Minh Đức
cũng như là những cái bối cảnh trong cái thời gian trước năm 1975. Có lẽ chị Văn Lan là cái người hiểu rành nhất, xin mời chị trả lời cái câu hỏi mà về cái ý nghĩa cũng như cái thành lập trường, và đại khái là chị brief sơ về cái trường cho mọi người biết được cái tên cũng như cái sự nghiệp của cái trường đó đã đào tạo như thế nào. Xin cảm ơn anh Dũng rất là nhiều. Để mở đầu thì Văn Lan thật sự là cảm ơn anh đã cho tụi này có cái cơ hội để nói về trường thân yêu của chúng tôi, và cả một cái thời sinh viên rất là son trẻ. Thì vào đầu cái thập niên 1970 thì Hội Minh Trí thành lập ra Viện Đại học Minh Đức. Thì Viện Đại học Minh Đức cũng có 5 phân khoa, khoa Y khoa Minh Đức, Nhân văn Kỹ thuật, Canh nông và Khoa học Kỹ thuật. Và trường thứ 5 là trường Kinh thương Minh Đức, gọi tắt cho cái chữ là Kinh tế và Thương mại. Và chúng tôi được tổng cộng là 5 khóa, và tôi là khóa 4 và anh là khóa 1. Ở đây thì anh thấy các anh chị có rất là nhiều khóa ở tại thành phố San Jose, thì đó là một điều rất là hay. Thì anh cũng biết là trong cái đầu thập niên 70 ở tại miền Nam Việt Nam của chúng ta mà có một cái trường mà dùng nguyên một cái mô thức theo như ở tại Hoa Kỳ là một điều rất là quý, bởi vì phần lớn các giảng sư, các giáo sư đi du học từ các nơi về Việt Nam để giảng dạy lại cho các sinh viên, đặc biệt tại Hoa Kỳ. Thật ra những cái chương trình học của chúng tôi có ý như là cái trường đại học ở tại Hoa Kỳ, là chúng tôi có cái chương trình 4 năm, 2 năm đầu thì tất cả sinh viên đều học chung với nhau hết, và 2 năm sau thì mình chọn specialty, tức là cái major của mình, chọn cái ngành đặc biệt của mình. Thì từ đó các sinh viên chọn hoặc là đi theo cái ngành kinh tế hoặc là theo cái ngành doanh nghiệp. Từ đó thì chúng tôi có những cái chương trình khác như là chương trình master, tức là cao học. Trong cái năm 74-75 đó thì khi mà chúng ta sắp sửa đi mất nước thì là trường cũng có thành lập thêm hai chương trình mới. Thứ nhất là hậu đại học, tức là cao học master degree, và cái chương trình associate 2 năm, đặc biệt là có những chương trình bí thư cho những cái sinh viên mới và có cả những lớp học ban đêm nữa anh. Thành ra đó là một cái gì đại học tuy mới nhưng mà cũng đào tạo được rất là nhiều sinh viên có kỹ thuật cao và rất là giỏi về kinh tế, tài chính, thương mại, và những cái môn học, tức là những cái tín chỉ cũng giống như chương trình mà business administration của mình bên đây, tức là khoa học marketing, accounting, finance, banking, đầy đủ tất cả những chương trình. Và bây giờ mình nhìn lại mình thấy wow, this is really excellent and really rất là good. Thành ra tụi mình rất là mang ơn các vị và từng mối các thầy đã khai phóng ra và đã thành lập một cái đại học như vậy. Và cái vị mà viện trưởng đầu tiên của trường là linh mục Nguyễn Dưỡng, và cái người sau cùng cho cái viện đại học Kinh thương Minh Đức là giáo sư ông Nguyễn Hải Bình. Bây giờ thì thầy đang ở Canada và thầy cũng đã lớn tuổi, mà năm nào thầy cũng về thăm các sinh viên và tham dự những cái kỳ đại hội. Thì năm nay cũng là một cái thông lệ đó, thật là chúng tôi rất là hân hạnh có dịp mà trình bày với anh về trường. Dạ, vâng. Cảm ơn chị Văn Lan đã cho chúng ta biết về cái trường Kinh thương Minh Đức. Theo chỗ chúng tôi nghiên cứu thì biết rằng cái nền học thuật của Việt Nam đó chưa có chú trọng về vấn đề kinh thương mãi cho đến năm 1969, và đầu năm thập niên 70 thì cái nền kinh thương của Việt Nam mới được nghe qua. Và trường đại học ở tại Đà Lạt cũng như là một số các trường ở miền ở Sài Gòn mới được thành lập, và đó là một cái chỉ dấu đầu tiên khai phóng cho cái nền học thuật cũng như là cái nền quản trị của đất nước Việt Nam. Thì đây là một cái điều rất là tốt, mà nếu chúng ta có một cái cơ hội thì sẽ xuyến dương và nói thêm về trường nữa. Trong cái giai đoạn mà thưa với anh Thái Quốc Hùng, trong 7 kỳ đại hội, đây là cái kỳ thứ 7, và 6 kỳ đại hội kia thì tổ chức một số các tiểu bang khác cũng như là một vài thành phố khác. Vậy thì tại sao năm nay là chọn tại thành phố San Jose? Có phải là anh ở San Jose để chọn San Jose không? Thưa anh Dũng và thưa quý vị và chúng tôi, thì năm 2012 đó thì cái kỳ đại hội lần 6 tổ chức tại miền Nam California, và
theo ý của các bạn cũng như là các giáo sư thì cũng đề nghị anh em chúng tôi tại thành phố San Jose nên tiếp nối cái kỳ thứ 6 là tổ chức năm 2014 kỳ thứ 7 tại thành phố San Jose. Thì cái nguyên nhân mà dẫn đến cái vấn đề tổ chức tại San Jose thì nhiều người họ đưa ra thành phố San Jose mà chúng tôi đang cư ngụ là tập hợp nhiều cái sinh viên kinh thương bên Đức tại thành phố này, và cái thành phố này được mệnh danh là cái thành phố là thung lũng hoa vàng, rồi cái thành phố tình yêu vân vân. Và thưa quý vị, thì cái thành phố này là một trong những cái thành phố mà được coi như là thành phố mà chất xám của không riêng Hoa Kỳ mà cả thế giới. Rất nhiều các cái công ty kỹ thuật, những cái đại công ty nổi tiếng trên thế giới đang đóng tại cái thành phố của chúng tôi. Cái thứ hai là khí hậu, thời tiết ở đây cũng rất là hài hòa, giống như cái lòng người vậy thưa quý vị. Cái thứ ba nữa, cái số người Việt Nam mà nói xét về thành phố đó, thì thành phố của chúng tôi là cái số người Việt là tị nạn ở đây đông nhất, trên 100.000 người. Nếu xét về thành phố thì quý vị, thì người ta nói đất lành chim đậu. Lý do là thành phố San Jose mến yêu ở cái chỗ đó, nên chúng tôi tha thiết mời tất cả quý vị, các bạn chưa có tham gia, chưa có ghi danh, hãy ghi danh nhanh. Thưa quý vị, khi mà anh em chúng tôi đã bắt tay vào để mà tổ chức cái kỳ đại hội lần thứ 7 năm 2014 này, thì anh em chúng tôi đã làm việc ngay từ đầu. Và mỗi tháng thì nhóm anh em đã họp lại thay phiên nhau từng gia đình một cách thân mật và bàn bạc làm cách nào để kỳ đại hội lần thứ 7 này chu toàn và vui nhất, là hợp mặt mà có thể nói rằng là kết hợp cái tình bạn nhiều nhất. Nên cái chủ đề của đại hội của chúng tôi lấy là giữ mãi cái tình bạn, vì không có cái gì mà quý bằng cái tình bạn, nhất là khi cái tuổi đời của tất cả các cựu sinh viên của Kim Thương Minh Đức bây giờ thì quý vị đã biết rồi, là hàng năm hàng sáu trở lên không ạ. Cái thứ ba nữa đó, thì thưa quý vị, qua tất cả gần 20 lần thì anh em chúng tôi bàn bạc và đứng ra để mà vấn đề sắp xếp nhau để mà tổ chức, thì hiện nay là thành phố San Jose của chúng ta, trong cái đó đó thì nó có nhiều cái địa điểm mà chúng tôi đã nghiên cứu để mà thứ nhất vừa đem đến cho quý vị là một cái cuộc họp mặt vui vẻ bạn bè, mà quý vị có dịp tham quan cái thành phố San Jose và những cái vùng phụ cận là những cái vùng rất là nổi tiếng và điển hình. Thì những cái mà như là chúng tôi đã có lên cái chương trình là du ngoạn cái thành phố San Francisco, cầu Golden Gate, và cái kia là 39, cũng như là cái Chinatown, là những cái địa điểm mà tất cả những du khách trên thế giới khi nào mà nghĩ đến nước Mỹ cũng nghĩ đến những cái địa điểm này. Có lẽ chúng tôi nhường lời lại cho các bạn khác để nói đến cái chương trình đặc biệt cũng như là những cái tin tức liên quan đến cái ngày đại hội mà chúng tôi sắp khai mạc. Dạ vâng. Thưa quý vị, sáng hôm nay thì chúng tôi có tham dự một cái cuộc nói chuyện của Hội nghị Diên Hồng. Thì Hội nghị Diên Hồng kỳ này đó là chọn ông Trần Quốc Tuấn làm một cái điểm để chống lại Trung Cộng. Và hôm nay chúng tôi lại trực thấy là ông Trần Quốc Hưng. Chúng tôi nghĩ là ông Trần Quốc Hưng thì là con cháu của ông Trần Quốc Hưng. Thành thử ra bây giờ xin hỏi Trần Quốc Hưng là cái chương trình đặc biệt của chương trình giữ mãi tình bạn của trường đại học và Kinh Thương Minh Đức, nó bao gồm những cái tiết mục như thế nào và nó hấp dẫn như thế nào để chúng ta có thể mời gọi tất cả các bạn sinh viên của 4 năm khóa, là gần 5-6 năm sinh viên của trường đại học Kinh Thương Minh Đức, và đồng thời chúng ta cũng kính cẩn mời tất cả các vị giáo sư trước đây về tham dự. Xin mời ạ. Vâng, để tiếp lời của anh Đắc Hùng, tôi xin gửi chào toàn thể khán giả và xin gửi chào anh Dũng. Thưa anh, ban tổ chức của Đại hội Kinh Thương thuộc Viện Đại học Minh Đức kỳ 7 tại San Jose cùng có các cựu sinh viên của các khóa 1, 2, 3, 4, 5 đã cộng tác rất chặt chẽ trong tinh thần kỳ đại hội thần niên năm nay. Chúng tôi rất vui mừng đón nhận được rất nhiều cựu sinh viên kinh tế khắp nơi trên thế giới đến để tham dự, từ các quốc gia Âu Châu như là Holland, Belgium, Switzerland, đến Úc Đại Lợi, Canada, Hawaii,
ngay cả Việt Nam và đa số là tất cả những tiểu bang Hoa Kỳ đều về tụ tại San Jose để gặp gỡ nhau trong kỳ đại hội thường niên này. Ban tổ chức đã chọn được một khách sạn tên Caravan theo đúng tiêu chuẩn với một giá cả rất đặc biệt mà chủ nhân khách sạn đã dành cho các cựu sinh viên kinh thương đến cứu hộ. Cái ngày tiền đại hội sẽ được tổ chức vào ngày 6 tháng 6 năm 2014 tại nhà hàng Forest Garden, vừa mới được tân trang để đón tiếp ngày đại hội của chúng ta với một thực ân phong phú và một chương trình phù diễn văn nghệ gây cây nhà lá vườn rất là hấp dẫn. Đến ngày đại hội chính thức sẽ khai mạc vào lúc 5 giờ chiều ngày 7 tháng 6 2014 tại nhà Dynasty Restaurant. Đây là một nhà hàng rất thanh lịch, sang trọng và rộng rãi, đã từng tổ chức rất nhiều bữa tiệc cho các hội đoàn và đám cưới. Thực đơn rất đặc sắc, kèm theo là một chương trình văn nghệ khiêu vũ phù diễn với những ca sĩ tên tuổi của thành phố San Jose. Hy vọng sẽ làm tất cả quán khách của bạn hữu sẽ có được một buổi tối thật là đặc sắc và hấp dẫn. Điều đặc biệt nhất là trong kỳ đại hội lần thứ 7 tổ chức San Jose, ban tổ chức đã chọn tối thứ 7 thay vì vào trưa chủ nhật như những kỳ đại hội trước, mặc dù chúng tôi phải trả một phí thuần khá cao. Sau cùng là cái ngày cuối của đại hội là ban tổ chức đã thuê được một cái tour cho tất cả các anh chị thăm viếng thành phố San Francisco, nơi mà có rất nhiều những danh lam thắng cảnh mà chúng ta không thể thiếu sót khi đến tại tiểu bang California. Hướng dẫn viên của tour sẽ mang cho chúng ta một buổi thăm viếng vô cùng hữu ích. Ban tổ chức thiết tha kêu gọi các anh chị cựu sinh viên hãy cố gắng tham dự kỳ đại hội thường niên khóa 7 tổ chức tại thành phố San Jose được thêm phần hào hứng. Dạ, kính chào và xin hẹn gặp tất cả. Dạ vâng, quý vị có thể thấy được trường Đại học Kinh thương Minh Đức đã đào tạo những sinh viên ưu tú, mà nói lên thì chúng tôi, cá nhân của chúng tôi nghe thì cũng rất là thích, bởi vì nghe là muốn đi tham dự liền lập tức. Và chính cái điều đó đã khơi dậy cái lòng tò mò của tất cả, đặc biệt là một số các vị sinh viên của trường cũ đã ở năm châu bốn bể nếu nghe như vậy. Nhưng mà bây giờ trở lại với cái công việc mà chúng tôi muốn thưa với anh Trần Minh Hải, anh là khóa 4 của trường Đại học Kinh thương Minh Đức, có lẽ anh là người rất là trẻ trong mấy anh em. Thì thử ra xin anh cho biết là một cái chương trình quy mô như vậy, một cái chương trình hết sức là phong phú và dồi dào như vậy, thì cái vấn đề chi phí mình có bán vé cho mọi người tới hay không, hoặc là mình phải lấy một cái số tiền nào hay không, xin anh trình bày cho mọi người biết để có thể nắm rõ cái chương trình mà đến tham dự. Tôi là Trần Minh Hải. Trước hết tôi xin chào tất cả các quý vị khán thính giả và xin chào anh Dũng. Dạ, cảm ơn anh. Dạ. Như cái truyền thống của Kinh thương Minh Đức á, cái chữ thương á, ở trong đó nó có nghĩa là thương kinh khủng. Cho nên các anh chị em cựu sinh viên sinh hoạt với nhau trong tinh thần của một gia đình. Vì vậy, cái gia đình kinh thương không có quỹ. Mỗi lần mà có những dịp sinh hoạt hoặc các kỳ đại hội thì tất cả các chi phí đều do các anh chị em tự nguyện đóng góp để trang trải. Và vì sinh hoạt trong cái tinh thần gia đình, cho nên gia đình Kinh thương Minh Đức không có được phổ biến rộng rãi trong cộng đồng cũng như trong các đoàn thể khác. Do đó, gia đình Kinh thương không có mục đích bán vé. Tuy nhiên, trong những lần sinh hoạt cũng như các kỳ đại hội, gia đình Kinh thương Minh Đức luôn được sự hỗ trợ của các mạnh thường quân cũng như các thân hữu, và nhất là các thân nhân trong gia đình của các anh chị em đóng góp. Thì cũng nhờ cái sự đóng góp quý báu đó mà tất cả các buổi sinh hoạt cũng như các kỳ đại hội được thành công mỹ mãn. Thì như quý vị thấy đó, gia đình Kinh thương rất thương nhau, lúc nào cũng đến với nhau một cách thật là vui vẻ. Và quý vị ở đây, nếu quý vị nào thấy yêu thích trường Đại học Minh Đức, và nhất là quý vị thích màu xanh kinh thương và muốn trở thành mạnh thường quân cũng như trở thành thân hữu của đại gia đình kinh thương, thì xin quý vị liên lạc với anh Thái Quốc Hùng cũng như chị Trương Minh Lan ở đây để được đón tiếp. Gia đình kinh thương luôn 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 rộng tay đón tiếp quý vị. Dạ vâng, xin được cảm ơn anh Trần Minh Hải. Quả thật là kinh thương, mặc dù là kinh thương nhưng mà đây là một cái tình thương chứ không phải là thương nghiệp. Do đó thì anh em gói ghém với nhau và bảo bọc với nhau trong một cái tình
giữ mãi tình bạn. Cho nên quý vị có thể đến và tham dự mà không cần phải mua vé. Tuy nhiên, ban tổ chức cũng mời gọi tất cả quý vị mạnh thường quân cũng như anh chị em sinh viên khác ở khắp nơi mà làm ăn dồi dào thì cũng có thể bảo trợ để giúp cho cái quỹ của Kinh Thương Minh Đức cũng như là ban tổ chức được dồi dào hơn. Và quý vị có nhu cầu xin gọi đến anh Thái Quốc Hùng là vị trưởng ban tổ chức ở số phone 408-205-5323, 408-205-5323. Nhân đây chúng tôi xin đọc cái thư mời của Đại hội Kinh Thương Minh Đức kỳ 7. Thư mời ban tổ chức Đại hội Trường Đại học Kinh Thương Minh Đức trân trọng kính mời tất cả các vị thầy cô cũng như tất cả các vị sinh viên và bạn hữu hoan hỷ đến tham dự Đại hội Kinh Thương Minh Đức kỳ 7 được tổ chức tại thành phố San Jose, tiểu bang California vào các ngày mùng 6, mùng 7 và mùng 8 tháng 6 năm 2014. Chương trình sẽ có những chi tiết nếu quý vị có thể tham dự và liên lạc đến vị trưởng ban tổ chức là anh Thái Quốc Hùng 205-5323. 408-205-5323. Kính thưa anh Thái Quốc Hùng, với tư cách là vị trưởng ban tổ chức cũng như quý vị, anh có thể ngỏ lời mời tất cả quý vị đến tham dự buổi gặp mặt của trường. Thưa quý thầy, quý cô, thưa các bạn đồng môn của trường Đại học Kinh Thương Minh Đức, Đại hội Kinh Thương Minh Đức tại San Jose kỳ 7 với chủ đề giữ mãi tình bạn đã sắp xếp xong xuôi, từ cái khâu mà đón tiếp đến cái khâu khách sạn cho tất cả những sinh viên nào cần thiết để cư ngụ trong cái thời gian đại hội tổ chức, và những cái buổi tiệc liên hoan gặp mặt với là các bạn với nhau chúng tôi cũng đã xong. Bây giờ cái vấn đề là các bạn tham gia với chúng tôi để cùng vui với nhau trong cái tình bạn, trong cái tình mà thầy trò, tình sư đệ. Và chúng tôi tha thiết đối với những quý vị nào mà chưa ghi danh, xin ghi danh sớm để chúng tôi có thể tiện sắp xếp. Và một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn anh Nguyễn Hồng Dũng là đại diện cho chương trình truyền hình Việt Nam đã có những cái câu hỏi và có những cái buổi mà cho chúng tôi trình bày về cái Đại hội Kinh Thương của Đại học Minh Đức kỳ 7 sắp được tổ chức tại thành phố San Jose. Dạ vâng, cảm ơn anh Hùng. Bây giờ vị phó trưởng ban tổ chức là cô Trương Thị Văn Lan, xin mời cô gửi lời chào mừng cũng như mời gọi bạn bè cũng như kính mời thầy cô. Thì một lần nữa Văn Lan xin cảm tạ đài và đặc biệt cảm ơn và mời anh Vũ ngày đó tới tham dự với lại tất cả bạn bè cho vui. Và tiếp theo lời của anh Hùng cũng như tiếp theo lời của anh Hải thì Vân Lan xin mời tất cả các cựu sinh viên trong hệ thống của Viện Đại học Minh Đức, tức là những cái bốn cái phân khoa còn lại, như là y khoa, như là nhân văn, canh nông, như là khoa học kỹ thuật. Vân Lan không biết là quý bạn có tổ chức những cái đại hội cho trường hay không, nhưng mà nhân dịp này Vân Lan và các bạn bè trong phân khoa Kinh Thương Minh Đức trân trọng và thiết tha mời tất cả quý bạn, quý anh chị cùng gia đình, chúng ta hãy cùng họp mặt với nhau trong cái kỳ đại hội thứ 7 này, bởi vì đây là lần đầu tiên mà đại hội về thành phố San Jose, và thành phố có rất là nhiều người tài giỏi thì đây là một cái dịp rất là tốt để chúng ta biết nhau và sinh hoạt cùng nhau. Và đặc biệt là nếu quý vị có con em trẻ thì xin quý vị cũng dẫn con em tới để biết rằng các bậc phụ huynh học sinh tuy lớn tuổi nhưng lúc nào cũng nghĩ tới cái thế hệ mai sau và muốn tạo cho thế hệ mai sau một cái tình cảm đặc biệt, một cái bài học quý giá là dù chúng ta ở bất cứ nơi nào, dù hoàn cảnh đất nước ra sao thì chúng ta vẫn còn cái tình bạn và chúng ta đến với nhau trong cái dịp này. Dạ vâng, cảm ơn chị Vân Lan. Và chúng tôi xin được mời anh Trần Quốc Hưng gửi lời mời đến tất cả thân nhân, mẹ bà cũng như quý thầy cô. Vấn đề tiếp lời của anh Trần Quốc Hưng và chị Vân Lan, Hưng một lần nữa trân trọng kính mời toàn thể quý thầy cô, các anh các chị và các bạn hữu
khóa 1, 2, 3, 4, 5 bí thư cao học vui lòng mời chị thầy giáo quý báu đến tham dự cái buổi thường niên tổ chức vào thứ bảy tại thành phố San Jose. Em rất mong được gặp lại quý thầy cô cũng như cả các anh chị và bạn hữu. Và tôi cảm ơn Dũng. Dạ vâng. Bây giờ anh Trần Minh Hải bây giờ không phải là sinh viên của trường đại học kinh kinh thương Minh Đức thì anh có thể mời chung mọi người không ạ? Dạ, như tôi đã nói khi nãy để tiếp theo lời anh Hùng, chị Vân Lan cũng như anh Hưng. Thì trường đại học chúng tôi cái chữ kinh thương là đại diện là chữ tắt của chữ kinh tế thương mại, nhưng mà chúng tôi vẫn thường gọi kinh thương có nghĩa là thương nhau kinh khủng. Thì bởi vậy chúng tôi luôn luôn chào đón tất cả các quý vị nào cảm thấy thương có thương mến cái đại học Minh Đức và cái màu xanh kinh thương thì xin quý vị liên lạc với anh Thái Quốc Hùng ở số điện thoại 408-205-5323. Và nếu muốn tìm hiểu thêm về đại học kinh thương Minh Đức, xin quý vị vô internet, website là kinhthuong.net. Dạ vâng, chúng tôi là Nguyễn Hồng Dũng rất là cảm ơn tất cả các vị trong ban tổ chức. Mặc dù là quý vị chỉ có 4 người nhưng mà chúng tôi thấy một cái danh sách rất là đông. Tuy nhiên 4 vị đại diện cho ban tổ chức thì đã kính gửi lời mời tất cả các vị trưởng thượng, các vị thầy cô giáo của trường đại học kinh thương cũng như đặc biệt là các vị sinh viên trong các khóa 1, 2, 3, 4, 5 cũng như là các vị khác cùng đến để tham dự trong một cái chương trình đặc biệt là giữ mãi tình bạn. Bởi vì chúng ta biết rằng cuộc đời nó khó có thể lâu dài, cho nên được một cái ngày, được một cơ hội, được một cái duyên phận mà chúng ta gặp nhau là một cái điều vô cùng quý giá. Cho nên dù bất cứ một chuyện gì, quý vị cũng gác lại để có thể đến cùng với ban tổ chức giữ mãi tình bạn để tạo nên một sự kiện đẹp đẽ của thành phố San Jose. Đó là những gì mà chúng ta gặp lại để hồn nguyên những công việc cũng như là những thời đại sinh viên của trước năm 1975. Hẳn nhiên trường Đại học Kinh thương Minh Đức sẽ còn mãi mãi trong lòng tâm trí cũng như là trong thế hệ mai sau. Và chúng tôi một lần nữa rất là cảm ơn sự tham dự của tất cả quý vị cho những cái câu hỏi và mọi người cùng biết, và xin được kính chúc Đại hội Kinh thương Minh Đức kỳ 7 được thành công tốt đẹp. Một lần nữa rất là cảm ơn quý vị. Cảm ơn anh. Anh mở miệng mời là được. Một lần nữa chúng tôi xin được cảm ơn quý vị và kính chúc quý vị.